Mời cộng đoàn cùng lắng nghe các bài đọc lời Chúa. Thứ hai tuần bảy, mùa phục sinh, ca nhập lễ. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ làm chứng cho Thầy, cho đến tận cùng trái đất. Hallelujah! Bài trích sách công vụ tông đồ. Hồi ấy, trong khi ông Apollo ở Corinto thì ông Paulo đi qua miền Thượng Du đến Ephesus Ông Phaolô gặp một số môn đệ và hỏi họ, khi tin theo, anh em đã nhận được thánh thần chưa? Họ trả lời, ngay cả việc có thánh thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Ông hỏi, vậy anh em đã được chịu phép rửa nào? Họ đáp, phép rửa của ông Gioan. Ông Phaolô nói, ông Gioan đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối và ông bảo dân tin vào đấng đến sau ông, tức là Đức Giêsu. Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì thánh thần ngự xuống trên họ. Họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng 12 người. Ông Phaolô vào hội đường và trong vòng 3 tháng, ông mạnh dạn rao giảng, thảo luận về nước Thiên Chúa và cố gắng thuyết phục họ. Đắp ca, hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen thượng đế. Thiên Chúa đứng lên địch thù người tán loạn kẻ ghét người phải chạy trốn thanh nhang như làng khối cuộn chúng bị chúa cuốn đi như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt chúa trời hỡi vương quốc trần gian nào hát khen thượng đế những người công chính múa nhảy mừng vui trước mặt chúa trời niềm hoang lạc trào dân hãy hát mừng thiên chúa đàn ca kính danh người hãy dọn đường cho đấng người giá đàn vân hỡi vương quốc trần gian nào hát khen thượng đế cha nuôi dưỡng cô nhi đấng đỡ bên quả phụ chính là thiên chúa ngự trong thánh điện người kẻ cô thân thiên chúa cho nhà cửa hang tu đây người trả lại tự do hạnh phúc hỡi vương quốc trần gian nào hát khen thượng đế tung hô tin mừng. Hallelujah! Hallelujah! Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Hallelujah! Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: Bây giờ thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự, và thầy không cần phải có ai hỏi thầy. vì thế chúng con tin thầy từ thiên chúa mà đến. đức giê -xu đáp: bây giờ anh em tin à? này đến giờ, và giờ ấy đã đến rồi anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã và để thầy cô đọc một mình. nhưng thầy không cô đọc đâu, vì chúa cha ở với thầy. thầy nói với anh em những điều ấy để trong thầy anh em được bình an. trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên. Thầy đã thắng thế gian. Ca hiệp lễ. Chúa nói. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy sẽ lại đến với anh em. Và lòng anh em sẽ vui mừng. Hallelujah. Bài đọc kinh sách ngày 13 tháng 5. Bài đọc một trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Độ. Anh em thân mến. Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin. Nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi thiên chúa hay không vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian căn cứ vào điều này anh em nhận ra thần khí của thiên chúa thần khí nào tuyên xưng đức giê xu kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi thiên chúa còn thần khí nào không tuyên xưng đức giê xu thì không bởi thiên chúa đó là thần khí của tên phản kitô anh em đã nghe nói là nó đang tới và hiện nay nó ở trong thế gian rồi hỡi anh em là những người con bé nhỏ anh em thuộc về thiên chúa và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó vì đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian vì thế chúng nói theo thế gian và thế gian nghe chúng còn chúng ta chúng ta thuộc về thiên chúa Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta. Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra. Thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau. Vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phạm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết thiên chúa. Vì thiên chúa là tình yêu. Tình yêu của thiên chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này. Không phải chúng ta đã yêu mến thiên chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Bài đọc 2, trích bài giáo huấn của thánh Cyrilu, giám mục Jerusalem. Nơi người ấy, nước tôi cho sẽ trở thành một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Đó là thứ nước mới, nước hàng sống, vọt lên, vọt lên trên những ai xứng đáng. Tại sao lại gọi ơn thánh thần là nước? Hiển nhiên là vì vạn vật sống nhờ nước, vì nước sinh ra cỏ cây và động vật vì nước ấy rơi xuống cùng một kiểu một cách nhưng lại sinh nhiều công hiệu khác nhau. Nơi cây dừa thì khác, nơi cây nho lại khác. Nước là tất cả nơi vạn vật. Vì nước chỉ có một cách hiện hữu duy nhất, nên nó cũng không khác với chính mình. Quá vậy, mưa không thay đổi tính chất dù rơi xuống mỗi nơi một khác. Nhưng tùy theo cơ cấu của vật đón nhận mà nó sinh công hiệu thích hợp. Vì thánh thần là một, có cách hiện hữu duy nhất và bất khả phân nên người ban phát ân huệ cho ai nấy như người muốn theo cũng một cách như thế. Và như cây khô đâm chồi nảy lọc sau khi hút nước, thì linh hồn tội lỗi. Nhờ sám hối đáng được ơn thánh thần, cũng sinh hoa kết trái công chính như vậy. Dù chỉ có một cách hiện hữu duy nhất, nhưng do ý Thiên Chúa và nhân danh Đức Kitô thánh thần vẫn tạo ra nhiều năng lực khác nhau. Thật vậy, thánh thần dùng miệng người này để giảng sự khôn ngoan lấy lời ngôn sứ mà sôi trí người kia, ban cho kẻ này quyền xua trừ ma quỷ, cho kẻ kia ơn giải thích kinh thánh, thêm sức cho kẻ này sống tiết độ, dạy cho kẻ kia biết thương người, cho người này biết ăn chay và tập sống đời khổ hạnh, cho người kia biết khinh chê những thú vui thể xác, cho kẻ khác nữa ơn chuẩn bị tử đạo, khác nơi những kẻ khác, còn người không bao giờ khác với chính mình như có lời chép, thánh thần tỏ mình ra cho mỗi người một cách là vị ích chung. Người hiền từ, dịu dàng đến với chúng ta. Nghĩ đến người là ta thấy ngọt ngào, êm dịu. Ách của người rất nhẹ nhàng. Ánh sáng trạng ngời của ơn thông hiểu báo cho biết trước người sẽ đến. Người đến với tấm lòng của đấng bảo trợ chân chính. Vì người đến cứu độ, chữa lành, dạy dỗ, bảo ban, thêm sức, an ủi. soi trí trước hết cho kẻ đón nhận người sau đó cho những ai khác đón nhận hoạt động của người ấy. Như người trước hết sống trong bóng tối, rồi sau đó bỗng nhiên khi mặt trời ló dạng, nhận được ánh sáng vào con mắt xác thể, thì những gì trước kia người đó không thấy, nay nhìn thấy rõ ràng. Cũng vậy, ai được coi là xứng đáng lãnh ơn thánh thần, thì tâm hồn được chiếu sáng và một khi trở thành siêu phàm, người đó nhìn thấy những điều trước đây mình không biết. Hạnh Thánh ngày 13 sạc 05 Đức Mẹ Fatima. Giữa những ngày 13 tháng 5 và ngày 13 tháng 10 năm 1917, ba trẻ người Bồ Đào Nha được thấy Đức Mẹ hiện ra tại Cova Yairia, gần Fatima, một thành phố cách Lisbon về hướng Bắc 110 dặm. Một dặm là 1.609,31 mét, xem ngày ngày 20 tháng 2. Lễ các chân phước Jacinta và Francisco Mato, Đức Mẹ yêu cầu các em này cầu nguyện cho hòa bình thế giới xin cho chấm dứt thế chiến mục, cầu nguyện cho người tội lỗi và xin cho nước Nga trở lại. Đức mẹ trao cho các em ba bí mật. Từ khi Francisco qua đời năm 1919 và Zaseta qua đời năm 1920, còn Lucia, sau đó là nữ tu dòng kính Cát Minh, tiết lộ bí mật thứ nhất năm 1927, liên quan sự tận hiến cho trái tim vô nhiễm đức mẹ. Bí mật thứ hai là cảnh tượng hỏa ngục. Chân phước John Paul II đã truyền cho Quốc vụ khanh tòa thánh tiết lộ bí mật thứ ba năm 2000. Một giám mục áo trắng bị một nhóm binh sĩ bắn. Nhiều người cho đó là vụ ám sát đức giáo hoàng John Paul II tại quảng trường thánh Ferro ngày 13 tháng 5 năm 1981. Năm 1930, lễ Đức Mẹ Fatima được giám mục sở tại phê chuẩn và năm 2001 lễ này được thêm vào lịch phụng vụ hoàng vũ. Nữ tu Lucia qua đời năm 2005, thọ 97 tuổi. Con xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. AMEN